Chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai của Nhịp Sống Quanh Ta. Thưa Thầy, chúng ta biết là hiện tại trong thời điểm của lễ Phật Đản thì năm nay đó giáo hội có tổ chức gì đặc biệt không thưa Thầy, và riêng là ở chùa Pháp Luân ở thành phố Huế Tinh? Thưa Hoàng Bách và thưa quý vị thính giả, khán thính giả của đài, như lệnh Hoàng Bách thì năm nay giáo hội tổ chức một đại lễ Phật Đản chung ở tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, California vào ngày thứ Bảy 28 và Chủ nhật 29. Đây là cái lễ Phật Đản mang ý nghĩa rất là lớn sau nhiều cái biến cố liên hệ đến Giáo hội Đồng Thống Nhất UBCV. Và trước đó 3 tuần lễ đó, thì ở tại chùa Pháp Luân vào ngày 8 tây tháng 5 thì thưa quý vị có một đại lễ Phật Đản được tổ chức. Tuy rằng không phải là đại lễ Phật Đản chung, nhưng mà tất cả chư Tôn Đức, chư vị Hòa Thượng, quý sư bà và các thành viên trong các hội đồng đều vân tập đầy đủ. Và đặc biệt năm nay đó thì theo lời mời có gần 30 những chuyên gia, những học giả, nhân sĩ trí thức Phật giáo về để có một số cái Phật sự hết sức là quan trọng. Trước nhất thưa Hoàng Bách và thưa quý vị, năm nào chúng ta cũng tổ chức lễ Phật Đản, và nói đến lễ Phật Đản thì chúng ta thường nói đến cái nghi lễ. Và tuy nhiên chúng ta cố gắng làm thế nào đó mà đại lễ Phật Đản chuyên chở được cái thông điệp của Đức Phật. Ví dụ như là Đức Phật Ngài có những thông điệp rất là quan trọng, thông điệp về trung đạo, tức là tránh xa những cực đoan, đó là thông điệp quan trọng. Thông điệp chỉ có từ bi mới xóa bỏ được hận thù, người Phật tử không thể dấn thân vào đời bằng cái tâm thù hận được, đó là cái thông điệp quan trọng. Thì chúng ta ôm nhắc lại những thông điệp quan trọng của Đức Phật để ngày Phật Đản không phải chỉ là một ngày thiêng liêng, mà qua đó chúng ta còn đem vào lòng cái chất liệu của tâm linh mà qua lời Phật dạy đã bảo lưu hơn 25 thế kỷ vừa qua. Và trong năm nay đó thì thưa Hoàng Bách, ngày 8 tháng 5 là đúng vào ngày Mother's Day, ngày Hiền Mẫu. Và vì ở chùa cũng trong lễ Phật Đản có một cái chương trình văn nghệ đón mừng Phật Đản, và trong chương trình văn nghệ này thì quý Phật tử ở chùa cũng có một cái thời điểm khoảng 30 phút để dành thì giờ cho những người con đi chùa cùng với mẹ nhân mùa khánh đản, và được lại mẹ, được chúc thọ mẹ, được mừng tuổi mẹ nhân cái ngày Mother's Day. Đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, là bởi vì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng những ai mà phụng dưỡng cha mẹ thì cũng có phước giống như cúng dường Phật vậy đó. Và điều đó là một điểm rất có ý nghĩa. Nhưng mà Thính Hoàng Bách hồi nãy có đề cập đến là chúng ta có một cái sự mời gọi khoảng gần 30 học giả trí thức Phật giáo về, trước nhất là các vị về để cùng hội thảo và chia sẻ về một công trình thực hiện phim tài liệu về một bộ phim tài liệu về Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất. Và cũng chính Đài Việt TV mà chúng ta đang đài chương trình đang nói đây là một cái cơ quan truyền thông bảo trợ cho công trình này, cùng với sau chúng ta có như tờ báo Ngày Nay ở tại Houston cũng tham gia phần bảo trợ. Và thưa quý vị, bởi vì có những học sĩ, nhân sĩ, học giả, nhân sĩ trí thức Phật giáo đông đảo về đó, chứ thưa Thầy cũng thấy việc này đây là một cái dịp rất là quan trọng để có một buổi hội thảo mà trong đó chúng ta thử trao đổi về hai cái lĩnh vực rất là quan trọng. Và hồi nãy anh Hoàng Bách có đề cập đến là người Phật tử làm gì trước cái hiện tình của đất nước. Đất nước vẫn còn sống trong chế độ độc tài đảng trị. Đất nước đang đối diện với cái nạn ngoại xâm Bắc Phương. Đất nước đang gặp một cái sự khủng hoảng phá sản văn hóa. Thì là người Phật tử, nhất là những người Phật tử ưu thời mẫn thế, thì chúng ta làm gì? Một điểm khác nữa là rõ ràng là Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất với cái nội tình bị phân hóa, rối ren. Và người Phật tử trước những cái nội tình mà rất là tế nhị, rất là phức tạp của giáo hội hiện nay, thì người Phật tử Việt Nam nên làm gì cho đạo? Và dĩ nhiên là ngồi lại để làm sao đưa ra một cái phương cách cụ thể thích hợp để thực hiện cuốn phim tài liệu Giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất, một giáo hội đồng hành với vận mệnh đất nước trong suốt hơn 6 thập kỷ vừa qua. Và chúng ta phải nói một điều, đó là đây là những đề tài đặc biệt rất là tế nhị.
và với sự có mặt của các vị học giả, nhân sĩ, Phật tử, thì thưa Hòa Bách, chúng ta tin rằng ở đó chúng ta có thể có rất là nhiều cái cống hiến cho những người đến tham dự. Dạ vâng, thưa quý khán giả, qua sự trình bày của Thượng tọa Thích Giác Đản cho thấy là kỳ lễ Phật Đản năm nay tại chùa Pháp Luân đó có cái màu sắc rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là mời được 30 vị vừa học giả, trí thức, vừa các cơ quan truyền thông, vừa những nhà uyên bác về Phật giáo mà từ trước tới giờ chúng ta ít có cơ hội. Bởi vì chúng ta không tập trung lại cái nhân tài thì khó mà có thể huy động. Bởi vì muốn xây dựng Phật giáo đó thì cái nội lực là cái căn bản. Thì đây cũng là cái cơ hội sau sự thăng trầm của giáo hội. Thì đây là cái cơ hội để các vị học giả của các tập trung lại để tìm lại những cái hướng đi. Và đặc biệt như thầy nói đó thì có hai buổi tổ chức riêng biệt, phải không thưa thầy? Yeah. Một buổi tổ chức thứ nhất là có về hậu thảo, yeah, về vai trò của Phật giáo đối với quê hương đất nước. Và cái buổi thứ hai là nói thêm về cái vấn đề làm thế nào để mà hình thành một cuốn phim tài liệu nói về lịch sử của giáo hội. Bây giờ thì xin đi từng phần. Thưa thầy, thì cái buổi hậu thảo đó theo thầy thấy là cái số nhân sĩ nó quá đông. Thì làm sao có thể tổ chức buổi hậu thảo đó mà có thể truyền đạt đến cho quý khán thính giả của chúng ta đồng hương cũng như là các Phật tử, thưa thầy? Thưa Hòa Bách, như lệnh Hòa Bách đề cập đến thì chúng ta đặc biệt có một số vị mà rất là chuyên môn về truyền thông, ví dụ như ký giả Huỳnh Lương Thiện hay ký giả Khúc Minh. Chúng ta có một số những học giả, những vị làm việc ở trong các cái tổ chức chính trị, là những người Phật tử. Thì đầu tiên là chúng ta đã mời gọi những vị mà có cái chuyên môn trong vấn đề điều học. Rất là quan trọng là chúng ta có một cái thời lượng hội thảo từ 1 giờ trưa thứ Bảy cho đến 6 giờ chiều. Ở trong 5 tiếng đồng hồ, chúng ta tính là mỗi một đề tài khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Làm thế nào đó mà trong cái sự khéo léo và chúng ta có thể có một cái nghị trình, và cái nghị trình đó tương đối là nó xúc tích, nó không phải là nó lan man nhiều thứ, mà nó xoáy sâu vào trong vấn đề. Và đặc biệt là chúng ta rất là cần được lắng nghe tiếng nói của những người chuyên môn, của những người có hiểu biết. Thưa Hoàng Bách, một cái băn khoăn mà trong suốt cuộc đời của chúng tôi đi làm việc Phật sự đó, luôn luôn nhận thấy đó là cái sự thờ ơ, lãnh đạm của những người mà trí thức, là những người hiểu biết. Lẽ ra những người này là những người nên có tiếng nói, thì các vị không có, hoặc là không có cảm hứng, hoặc không có niềm tin, hoặc là không thấy lợi ích gì để lên tiếng. Thật ra chúng ta bị vào cái tình trạng là người Trung Hoa họ có câu nói là những người đến không tốt, người tốt không đến. Những người nói thì không biết chuyện, mà những người không biết thì lại im lặng. Và cái đó là một sự thiệt thòi của chúng ta. Nếu mà chúng ta khẽ được cái khó khăn đó, chúng ta vượt qua khó khăn đó thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích rất là lớn. Thật ra cái công việc hiện tại của chúng ta là làm thế nào đó chúng ta đi, chúng ta mời gọi, chúng ta tạo cái điều kiện thích hợp để cho những người mà thực sự có hiểu biết, những thực sự thành phần chúng ta tạm gọi là trí thức Phật giáo đó, và cảm nhận rằng đây là một cái cơ duyên thích hợp để có thể góp phần như phần vào. Và ở trong tất cả mọi vấn đề luôn luôn là Đức Phật Ngài thường nhắc là ở đâu đó mà có một cái sự huân tập của những bậc thiện trí thì ở cái đó nó có cái ánh sáng và có cái lợi lạc. Và do vậy chúng ta làm việc, chúng ta hay quá chú trọng vào cái đám đông, quá chú trọng vào cái số tiền mà cúng dường. Nhưng cái số đông, và có khi một cái đại lễ rất lớn, rất là đông người, nhưng mà chỉ để đến coi văn nghệ, nó là một chuyện khác. Và đã đến lúc mà chúng ta nên ngồi suy nghĩ lại làm thế nào đó mà từ cái việc mà mình tổ chức một đại lễ cho đến một cái việc, một công trình mình làm đó, là được tham gia, được góp phần, được có một cái sự nhập cuộc của những người mà chúng ta gọi là những chất xám của Phật giáo. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì quả thực thưa Hoàng Bách là chúng ta có rất nhiều hy vọng cho ngày mai. Dạ vâng, chúng ta cũng thường nghe câu là chân lý không phải đến từ sức mạnh, mà chân lý cũng không phải đến từ đám đông, mà chân lý đến từ những người có trí tuệ và có năng lực. Thì như câu thầy nói đó là cần phải tập trung huy động cái chất xám. Và thưa thầy, như vậy thì cái thông báo mà sẽ có buổi tổ chức hội thảo mà có tính cách tầm mức như vậy đó thì bao giờ được thông báo và nó như thế nào thưa thầy? Sẽ rất sớm thưa Ngài Bách. Thật ra chúng tôi thưa quý vị rằng khi mà chúng tôi làm công việc này thì gặp cái khó khăn đó là những cái người mà mình mời đó thì họ muốn biết thông báo,
nhưng mà mình phải biết thông báo trước sau khi họ đã nhận lời rồi. Và cho đến nay đó thì cái thời điểm này đó thì chúng ta còn khoảng chừng gần ba tuần lễ trước khi thì nó giờ các bạn nhắc điều đó thì trong một hôm nữa thì quý vị sẽ có được cái thông báo chính xác. Và chúng tôi rất là mong một điều như vậy là khi mà chúng ta làm việc cộng đồng hay là việc Phật sự đó, chúng ta nên cùng nhau chia sẻ một điểm là người thì luôn luôn quan trọng hơn cơ sở. Dạ, người chính là cái tài sản của chúng ta. Chúng ta thấy tất cả những quốc gia phát triển đều rất là chú trọng đến người. Và thứ hai nữa đó là Đức Phật thường dạy rằng ở đâu mà có cái ánh sáng của trí tuệ đó, dạ, thì ở đó nó có sự khai thông những bế tắc. Và nếu mà chúng ta muốn có ánh sáng trí tuệ thì đến đâu từ những cái bậc thiện trí. Dạ, Đạo Phật gọi là thiện hữu tri thức. Và đồng thời cái quan trọng nhất ở trong cuộc sống của chúng ta là thay vì chúng ta quan niệm một việc gì đó nó thuần ở trên cái nhìn của phe phái, nhìn trên hận thù, thì cái tâm của chúng ta mở rộng, biết lắng nghe, và chúng ta càng đến gần với sự thật thì điều đó nó càng tháo gỡ cho chúng ta những cái hệ lụy của cuộc sống, và chúng ta phải tin tưởng như vậy. Và do vậy thưa Hoàng Bách, như lời Hoàng Bách nói thì chúng ta quả đang đối diện với rất nhiều khó khăn. Và câu hỏi chúng ta là mình làm được điều gì? Thì cái cơ hội mà có một cái thành phần rất là đáng kể, những chuyên gia, những học giả về cùng với chúng ta như vậy đó, đó là dịp mà chúng ta có thể ngồi lại và gom góp được những cái tin anh. Và những tin anh đó nó sẽ đóng góp một cái lợi ích cho cộng đồng, cho Phật giáo, cho dân tộc bằng cách này hay cách khác. Thật ra nếu trước khi chúng ta làm việc gì thì điều quan trọng thứ nhất là làm thế nào đó mà công việc làm đó nó được cái sự đồng thuận và tập hợp được những người có hiểu biết. Dạ vâng, có thể đây là nó là một cái cơ hội rất là hiếm hoa, và quy tụ được nhiều các học giả, các trí thức cũng như là các cơ quan truyền thông để về đây để cùng chia sẻ cái vấn nạn chung của giáo hội cũng như là của dân tộc. Bởi vì quan niệm của giáo hội là hộ pháp, hộ dân và hộ quốc, thì chúng ta thấy đi song hành. Bởi vì nhiều người cho rằng là tại sao các thầy hay là quan trọng tới vấn đề chính trị nhiều quá. Nhưng mà thưa quý vị, trước khi là một tu sĩ, trước khi là một tôn giáo, dân tộc còn thì tôn giáo mới còn. Bởi vì tôn giáo đó mà không có dân tộc thì làm sao mà tôn giáo sinh hoạt. Cho nên quý vị thấy là sở dĩ mà quan tâm tới cái tình trạng của đất nước, dân tộc đó là chúng ta thấy cái nạn mà coi như mất nước, trăng quan niệm bá quyền của Trung Cộng là nó trước mắt. Cho nên cái chuyện đề cập tới một vấn đề của đất nước là chuyện đương nhiên. Thưa thầy, thầy có đề cập khi nãy, thầy có đề cập là có thực hiện một cuốn phim tài liệu nói về lịch sử của Phật giáo, thì mà do đài Việt TV là một trong những thành phần bảo trợ cũng như là tờ báo Ngày Nay, thì thưa thầy có thể cho biết thêm nói về lịch sử đó, thì chúng ta thấy là lịch sử bắt đầu từ chỗ nào, cái ý niệm về lịch sử đó bắt đầu như thế nào, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm thế nào để mà cuốn phim gọi là tài liệu của Phật giáo để cho các thế hệ mai sau có thể xem được, biết được, và có thể các cái thư viện của Hoa Kỳ hoặc các nước trên thế giới khi muốn tìm hiểu về Phật giáo của Việt Nam thì họ có cuốn phim đó để họ nhận diện được vai trò là Phật giáo đã song hành với dân tộc, thì xin thầy có thể triển khai thêm. Thưa Hoàng Bách, đọc lại lịch sử tức là mình hiểu biết chính mình, dù lịch sử của dân tộc hay lịch sử của một tôn giáo. Bản thân của chúng tôi là một vị tăng sĩ sống ở trong một giáo hội thì lịch sử của giáo hội rất là quan trọng. Phải nói rằng ở trong hơn nửa thế kỷ qua đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có một cái vai trò đặc biệt rất là quan trọng, không phải với lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà với lịch sử của dân tộc. Mà ngày hôm nay đó thì khi mà chúng tôi nói chuyện với quý vị đây thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với nhiều người rằng cái hành hoạt của giáo hội Nam Thống Nhất mang nhiều cái sự tranh luận và mang rất là nhiều cái khúc chiết, những cái chi tiết rất là quan trọng. Mà cho đến hôm nay đó thì công việc đầu tiên mà chúng tôi muốn làm đó là cái gì của lịch sử nên trả về cho lịch sử một cách trung thực. Cái sự trả về lịch sử, những điểm trung thực đó nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều cái mấu chốt khi mà chúng ta nhận thức về Phật giáo trong thời gian vừa qua, nhận thức về cái cục diện của quê hương và đất nước trong thời gian vừa qua, và điều đó nó góp phần quan trọng cho cái suy tư về tương lai. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có một quê hương Việt Nam mà chỉ biết về Phật giáo mà không biết về Thiên Chúa giáo,
hay là chỉ biết về Thiên Chúa Giáo mà không biết về Phật giáo. Một khi mà chúng ta nói đến một cái bộ phận ở trong một cộng đồng của dân tộc mà bộ phận bị gạt hẳn ra ngoài, tức là chúng ta quên, giống như bàn tay mình có nhiều ngón tay khác nhau, thì trong thời gian từ thập niên 30 của thế kỷ 20 cho đến bây giờ đó, thì thật ra cái xã hội Việt Nam sản sinh ra nhiều cái hiện tượng về tôn giáo. Yeah, ví dụ như sự ra đời của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam chẳng hạn, hay là chúng ta thấy rằng ở trong nhiều cái biến thiên của lịch sử thì tôn giáo phản phất đó đây những cái vai trò mà nhiều khi những người họ không biết, họ cứ gạt ngang ra bên ngoài. Và do vậy đọc lên lịch sử là một chuyện rất quan trọng. Tuy nhiên một cái khó của chúng ta là một số những nhân chứng sống đang ở cái tuổi quá cao. Dạ. Hồi nãy anh Hoàng Bách nhắc là năm nay là năm 41 của biến cố 30 tháng 4. Thì những người mà tương đối là đóng những vai trò quan trọng trước 75 thì giờ này cũng phải nói là ở cái tuổi cũng gần đất xa trời. Và chúng ta đang chạy đua. Mỗi một năm như vậy chúng ta đã mất đi nhiều người. Ví dụ như chúng ta mất đi Hòa Thượng Thiền Thủ Thích Tâm Châu, là một ở trong những nhân chứng rất là quan trọng của lịch sử. Chúng ta phải làm cho bằng được là chắc chiêu những gì còn lại, và đặc biệt là những người sống vào những giai đoạn lịch sử đó, họ có thể là một sĩ quan Trung quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ có thể là một vị cao tăng đóng một vai trò gì đó, họ có thể là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Nhưng mà những người này là những người đã sống, đã có mặt ở tại đó, và có thể cái nhìn của các vị đó chủ quan từ một góc nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta kết hợp đem ráp những cái mảng rời rạc với nhau thì chúng ta có một bức tranh lịch sử rất là lớn. Và hơn lúc nào hết thì việc mà viết cái lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nó sẽ là một cống hiến không phải chỉ cho cộng đồng Phật giáo, không phải cho Phật giáo Việt Nam mà cho cả dân tộc. Và thưa Hoàng Bách, cái sự vân tập, sự có mặt của một số học giả, chúng ta trù liệu đó là hiện nay có hơn 160 vị hội sẽ hợp tác với chúng ta để làm công việc này. Nhưng con số đó cũng rất là nhỏ so với cái một bộ phim tài liệu lịch sử lớn. Và thưa với Hoàng Bách và thưa quý vị thính giả, xin tất cả chúng ta cùng nhau hướng đến một cái nỗ lực là sống ở một cái xã hội Tây Phương. Chúng ta nhận thấy được xã hội Tây Phương họ có 3 điểm mà nó rất là lợi cho đất nước Việt Nam chúng ta, đó là về vấn đề mà báo chí truyền thông đó luôn luôn là cần thiết, tối quan trọng để cung ứng một cái nhịp cầu hiểu biết, nhận thức về vấn đề dân trí, và do vậy thực hiện một cú phim đó là quan trọng. Thứ hai nữa đó là để chúng ta có thể định hướng về tương lai thì chúng ta rất là cần biết về quá khứ, và cái biết đó nó phải có phương pháp, chứ không phải chúng ta ngồi nghe ông này bà kia nói một vài mảng lịch sử rồi chúng ta đưa ra nhận định cái hời hợt. Và điều thứ ba sau cùng đó, để chúng ta có thể làm được một việc gì đó đạt đến giá trị thực sự thì chúng ta phải tôn trọng sự thật. Dạ. Dù đó là tốt, dù đó là xấu, dù đó hay dở, thành bại, không phải là vì mình là Phật tử mình không dám nói lên những điều đó. Dạ. Mà mình phải nói một cách khách quan, một cách chân thực. Và do vậy Thưa Hoàng Bách, thật sự là đây là một công trình mà bản thân của chúng tôi và nhiều vị liên hệ đang làm việc này đó, và cảm thấy rất là không phải chỉ là một cái gánh nặng trách nhiệm mà cảm thấy rất là phấn khởi, và nghĩ rằng nó là một việc rất là nên làm, rất là cần làm, phải làm, và nó là một sự đóng góp thiết thực cho Phật pháp, cho giáo hội và cho quê hương đất nước. Do đó chúng tôi mong rằng sẽ được cái sự góp ý chỉ dẫn của tất cả những bậc thức giả xa gần. Dạ thưa thầy, thì chắc chắn là trong cái cuộc phim này có nhiều vị cao tăng ở hải ngoại hoặc là ở trong nước. Các vị này thì chưa nắm rõ được cái vấn đề, cho nên khi mà thực hiện một để mà phỏng vấn quay phim thì các vị này cũng là dè dặt, không biết là cái quan điểm của Thượng tọa Giác Đản hay là những người làm phim đó, trong cái băng làm phim đó, dự trù nó sẽ đi về đâu ra thế nào. Thì xuyên qua cái chương trình này, thầy có lời tâm tình để mà gửi đến các vị cao tăng hay là những nhân chứng sống trong lịch sử, thưa thầy. Thưa Hoàng Bách, điều Hoàng Bách nói là một điều mà chúng tôi luôn luôn đối diện mỗi ngày khi mà liên lạc tiếp xúc với ngài để mời cái sự hợp tác. Tất nhiên là mọi người đều có một câu hỏi rằng ai làm cái phim này làm với mục đích gì,
Và khi mà mình làm như vậy, mình có mang một cái chuẩn mực, một cái giá trị nào mà khả tính về nhiều phương diện hay không? Thì chúng tôi thưa Hoàng Bách và thưa quý vị khán giả là chúng tôi tin vào cái việc làm của mình từng bước một nó sẽ trả lời câu hỏi thích hợp. Và quan trọng là chúng tôi thưa khi thực hiện cuốn phim này, chúng tôi nhìn tất cả tăng ni Phật tử, những như không phải Phật tử, những người xa gần, những người vui hay không vui, những người thích hay không thích từ phe này phe kia, tất cả đều là những nhân chứng lịch sử. Và cái cuốn phim trung thực là cuốn phim phải có được tiếng nói của tất cả mọi phe phía. Và sau cùng cái người mà quyết định là chuyện có đúng sai phải quấy đó là khán giả, những người như quý vị đang xem chương trình ở đây. Còn công việc của chúng tôi là cố gắng đi gom góp, góp nhặt lại tất cả, và đặc biệt là mời gọi sự nhập cuộc của những người ở trong cuộc để cống hiến một tài liệu mà chúng tôi tin rằng đặc biệt rất là quan trọng. Dạ vâng, chương trình Nhịp Sống Quanh Ta xin phép được dừng ở đây. Và xin thành thật cảm ơn quý khán giả cũng như là cảm ơn Thượng Tọa đã đóng góp trong chương trình này. Lắng nghe tiếng nói của những người chuyên môn, của những người có hiểu biết. Thưa Hoàng Bách, một cái băn khoăn mà trong suốt cuộc đời của chúng tôi đi làm việc Phật sự đó, luôn luôn nhận thấy đó là cái sự thờ ơ, lãnh đạm của những người mà trí thức, là những người hiểu biết. Lẽ ra những người này là những người nên có tiếng nói, thì các vị không có, hoặc là không có cảm hứng, hoặc không có niềm tin, hoặc là không thấy lợi ích gì để lên tiếng. Thật ra chúng ta bị vào cái tình trạng là người Trung Hoa họ có câu nói là những người đến không tốt, người tốt không đến. Những người nói thì không biết chuyện, mà những người không biết thì lại im lặng. Và cái đó là một sự thiệt thòi của chúng ta. Nếu mà chúng ta khẽ được cái khó khăn đó, chúng ta vượt qua khó khăn đó đó, thì nó sẽ mang lại nhiều cái lợi ích rất là lớn. Thật ra cái công việc hiện tại của chúng ta là làm thế nào đó chúng ta đi, chúng ta mời gọi, chúng ta tạo cái điều kiện thích hợp để cho những người mà thực sự có hiểu biết, những thực sự thành phần chúng ta tạm gọi là trí thức Phật giáo đó, và cảm nhận rằng đây là một cái cơ duyên thích hợp để có thể góp phần như phần vào. Và ở trong tất cả mọi vấn đề luôn luôn là Đức Phật Ngài thường nhắc là ở đâu đó mà có một cái sự huân tập của những bậc thiện trí thì ở cái đó nó có cái ánh sáng và có cái lợi lạc. Và do vậy chúng ta làm việc, chúng ta hay quá chú trọng vào cái đám đông, quá chú trọng vào cái số tiền mà cúng dường. Nhưng cái số đông, và có khi một cái đại lễ rất lớn, rất là đông người, nhưng mà chỉ để đến coi văn nghệ, đó là một chuyện khác. Và đã đến lúc mà chúng ta nên ngồi suy nghĩ lại làm thế nào đó mà từ cái việc mà mình tổ chức một đại lễ cho đến một cái việc, một công trình mình làm đó, là được tham gia, được góp phần, được có một cái sự nhập cuộc của những người mà chúng ta gọi là những chất xám của Phật giáo. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì quả thực thưa Hoàng Bách là chúng ta có rất nhiều hy vọng cho ngày mai. Dạ vâng, chúng ta cũng thường nghe câu là chân lý không phải đến từ sức mạnh, mà chân lý cũng không phải đến từ đám đông, mà chân lý đến từ những người có trí tuệ và có năng lực. Thì như câu thầy nói đó là cần phải tập trung quy động cái chất xám. Và thưa thầy, như vậy thì cái thông báo mà sẽ có buổi tổ chức hội thảo mà có tính cách tầm mức như vậy đó thì bao giờ được thông báo và nó như thế nào thưa thầy? Sẽ rất sớm thưa Ngài Bách. Thật ra chúng tôi thưa quý vị rằng khi mà chúng tôi làm công việc này thì gặp cái khó khăn đó là những cái người mà mình mời đó thì họ muốn biết thông báo, nhưng mà mình phải biết thông báo trước sau khi họ đã nhận lời rồi. Và cho đến nay đó thì cái thời điểm này đó thì chúng ta còn khoảng chừng gần ba tuần lễ trước khi thì nó giờ các ông bác nhắc điều đó thì trong một hôm nữa thì quý vị sẽ có được cái thông báo chính xác. Và chúng tôi rất là mong một điều như vậy là khi mà chúng ta làm việc cộng đồng hay là việc Phật sự đó, chúng ta nên cùng nhau chia sẻ một điểm là người thì luôn luôn quan trọng hơn cơ sở. Người chính là cái tài sản của chúng ta. Chúng ta thấy tất cả những quốc gia phát triển đều rất là chú trọng đến người. Và thứ hai nữa đó là Đức Phật thường dạy rằng ở đâu mà có cái ánh sáng của trí tuệ đó, thì ở đó nó có sự khai thông những bế tắc. Và nếu mà chúng ta muốn có ánh sáng trí tuệ thì đến đâu? Từ những cái bậc thiện trí. Đạo Phật gọi là thiện hữu tri thức. Và đồng thời cái quan trọng nhất ở trong cuộc sống của chúng ta là thay vì
chúng ta quan niệm một việc gì đó nó thuần ở trên cái nhìn của phe phái, nhìn trên hận thù, thì cái tâm của chúng ta mở rộng, biết lắng nghe, và chúng ta càng đến gần với sự thật thì điều đó nó càng tháo gỡ cho chúng ta những cái hệ lụy của cuộc sống, và chúng ta phải tin tưởng như vậy. Và do vậy thưa Hoàng Bách, như lời Hoàng Bách nói thì chúng ta quả đang đối diện với rất nhiều khó khăn, và câu hỏi chúng ta là mình làm được điều gì. Thì cái cơ hội mà có một cái thành phần rất là đáng kể, những chuyên gia, những học giả về cùng với chúng ta như vậy đó, đó là dịp mà chúng ta có thể ngồi lại và gom góp được những cái tin anh, và những tin anh đó nó sẽ đóng góp một cái lợi ích cho cộng đồng, cho Phật giáo, cho dân tộc bằng cách này hay cách khác. Thật ra nếu trước khi chúng ta làm việc gì thì điều quan trọng thứ nhất là làm thế nào đó mà công việc làm đó nó được cái sự đồng thuận và tập hợp được những người có hiểu biết. Dạ vâng, có thể đây là nó là một cái cơ hội rất là hiếm hoa, và quy tụ được nhiều các học giả, các trí thức cũng như là các cơ quan truyền thông để về đây để cùng chia sẻ cái vấn nạn chung của giáo hội cũng như là của dân tộc. Bởi vì quan niệm của giáo hội là hộ pháp, hộ dân và hộ quốc, thì chúng ta thấy đi song hành. Bởi vì nhiều người cho rằng là tại sao các thầy hay là quan trọng tới vấn đề chính trị nhiều quá, nhưng mà thưa quý vị, trước khi là một tu sĩ, trước khi là một tôn giáo, dân tộc còn thì tôn giáo mới còn. Bởi vì tôn giáo đó mà không có dân tộc thì làm sao mà tôn giáo sinh hoạt. Cho nên quý vị thấy là sở dĩ mà quan tâm tới cái tình trạng của đất nước dân tộc đó là chúng ta thấy cái nạn mà coi như mất nước trong vấn đề bá quyền của Trung Cộng là nó trước mắt. Cho nên cái chuyện đề cập tới một vấn đề của đất nước là chuyện đương nhiên. Thưa thầy, thầy có đề cập khi nãy, thầy có đề cập là có thực hiện một cuốn phim tài liệu nói về lịch sử của Phật giáo, thì mà do đài Việt TV là một trong những thành phần bảo trợ cũng như là tờ báo Ngày Nay, thì thưa thầy có thể cho biết thêm, nói về lịch sử đó thì chúng ta thấy là lịch sử bắt đầu từ chỗ nào, cái ý niệm về lịch sử đó bắt đầu như thế nào, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm thế nào để mà cuốn phim gọi là tài liệu của Phật giáo để cho các thế hệ mai sau có thể xem được, biết được, và có thể các cái thư viện của Hoa Kỳ hoặc các nước trên thế giới khi muốn tìm hiểu về Phật giáo của Việt Nam thì họ có cuốn phim đó để họ nhận diện được vai trò là Phật giáo đã song hành với dân tộc. Thì xin thầy có thể triển khai thêm. Thưa Hoàng Bách, đọc lại lịch sử tức là mình hiểu biết chính mình, dù lịch sử của dân tộc hay lịch sử của một tôn giáo. Bản thân của chúng tôi là một vị tăng sĩ sống ở trong một giáo hội thì lịch sử của giáo hội rất là quan trọng. Phải nói rằng ở trong hơn nửa thế kỷ qua đó thì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có một cái vai trò đặc biệt rất là quan trọng, không phải với lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà với lịch sử của dân tộc. Mà ngày hôm nay đó thì khi mà chúng tôi nói chuyện với quý vị đây thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với nhiều người rằng cái hành hoạt của giáo hội Nam Thống Nhất mang nhiều cái sự tranh luận và mang rất là nhiều cái khúc chiết, những cái chi tiết rất là quan trọng. Mà cho đến hôm nay đó thì công việc đầu tiên mà chúng tôi muốn làm đó là cái gì của lịch sử nên trả về cho lịch sử một cách trung thực. Cái sự trả về lịch sử, những cái điểm trung thực đó nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều cái mấu chốt khi mà chúng ta nhận thức về Phật giáo trong thời gian vừa qua, nhận thức về cái cục diện của quê hương và đất nước trong thời gian vừa qua. Và điều đó nó góp phần quan trọng cho cái suy tư về tương lai. Chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng có một quê hương Việt Nam mà cho công trình này cùng với sao chúng ta có như tờ báo Ngày Nay ở tại Houston cũng tham gia phần bảo trợ. Và thưa quý vị, bởi vì có những học sĩ, nhân sĩ, học giả, nhân sĩ trí thức Phật giáo đông đảo về đó, chứ thưa thầy cũng thấy việc này, đây là một cái dịp rất là quan trọng để có một buổi hội thảo mà trong đó chúng ta thử trao đổi về hai cái lĩnh vực rất là quan trọng. Mà hồi nãy anh Hoàng Bách có đề cập đến là người Phật tử làm gì trước cái hiện tình của đất nước. Đất nước vẫn còn sống trong chế độ độc tài đảng trị. Đất nước đang đối diện với cái nạn ngoại xâm Bắc Phương, đất nước đang gặp một cái sự khủng hoảng phá sản văn hóa, thì là người Phật tử, nhất là những người Phật tử ưu thời mẫn thế, thì chúng ta làm gì. Một điểm khác nữa là rõ ràng là giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất với cái nội tình bị phân hóa rối ren, và người Phật tử trước những cái
nội tình mà rất là tế nhị, rất là phức tạp của giáo hội hiện nay, thì người Phật tử Việt Nam nên làm gì cho đạo? Và dĩ nhiên là ngồi lại để làm sao đưa ra một cái phương cách cụ thể thích hợp để thực hiện cuốn phim tài liệu Giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất, một giáo hội đồng hành với vận mệnh đất nước trong suốt hơn 6 thập kỷ vừa qua. Và chúng ta phải nói một điều, đó là đây là những đề tài đặc biệt rất là tế nhị. Và với sự có mặt của các vị học giả, nhân sĩ, Phật tử, thì thưa Hoàng Bách, chúng ta tin rằng ở đó chúng ta có thể có rất là nhiều cái cống hiến cho những người đến tham dự. Dạ vâng, thưa quý khán giả, qua sự trình bày của Thượng tọa Thích Giác Đản cho thấy là kỳ lễ Phật Đản năm nay tại chùa Pháp Luân đó có cái màu sắc rất là đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là mời được 30 vị vừa học giả, trí thức, vừa các cơ quan truyền thông, vừa những nhà uyên bác về Phật giáo mà từ trước tới giờ chúng ta ít có cơ hội. Bởi vì chúng ta không tập trung lại cái nhân tài thì khó mà có thể huy động. Bởi vì muốn xây dựng Phật giáo đó thì cái nỗ lực là cái căn bản. Thì đây cũng là cái cơ hội sau sự thăng trầm của giáo hội. Thì đây là cái cơ hội để các vị học giả của các tập trung lại để tìm lại những cái hướng đi. Và đặc biệt như thầy nói đó thì có hai buổi tổ chức riêng biệt, phải không thưa thầy? Yeah. Một buổi tổ chức thứ nhất là có về hậu thảo, yeah, về vai trò của Phật giáo đối với quê hương đất nước. Và cái buổi thứ hai là nói thêm về cái vấn đề làm thế nào để mà hình thành một cuốn phim tài liệu nói về lịch sử của giáo hội. Bây giờ thì xin đi từng phần. Thưa thầy, thì cái buổi hậu thảo đó theo thầy thấy là cái số nhân sĩ nó quá đông. Thì làm sao có thể tổ chức buổi hậu thảo đó mà có thể truyền đạt đến cho quý khán thính giả của chúng ta đồng hương cũng như là các Phật tử, thưa thầy? Thưa Hoàng Bách, như lời Hoàng Bách đề cập đến thì chúng ta đặc biệt có một số vị mà rất là chuyên môn về truyền thông, ví dụ như ký giả Huỳnh Lương Thiện hay ký giả Khúc Minh. Chúng ta có một số những học giả, những vị làm việc ở trong các cái tổ chức chính trị, là những người Phật tử. Thì đầu tiên là chúng ta đã mời gọi những vị mà có cái chuyên môn trong vấn đề điều hợp. Rất là quan trọng là chúng ta có một cái thời lượng hội thảo từ 1 giờ trưa thứ Bảy cho đến 6 giờ chiều. Ở trong 5 tiếng đồng hồ, chúng ta tính là mỗi một đề tài khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ đó. Làm thế nào đó mà trong cái sự khéo léo và chúng ta có thể có một cái nghị trình, và cái nghị trình đó tương đối là nó xúc tích, nó không phải là nó lan man nhiều thứ, mà nó xoáy sâu vào trong vấn đề. Và đặc biệt là chúng ta rất là cần được chỉ có chỉ biết về Phật giáo mà không biết về Thiên Chúa giáo, hay là chỉ biết về Thiên Chúa giáo mà không biết về Phật giáo. Một khi mà chúng ta nói đến một cái bộ phận ở trong một cộng đồng của dân tộc mà bộ phận bị gạt hẳn ra ngoài, tức là chúng ta quên, giống như bàn tay mình có nhiều ngón tay khác nhau. Thì trong thời gian từ thập niên 30 của thế kỷ 20 cho đến bây giờ đó, thì thật ra cái xã hội Việt Nam sản sinh ra nhiều cái hiện tượng về tôn giáo. Yeah, ví dụ như sự ra đời của Phật giáo Hòa Hảo ở miền Nam chẳng hạn. Hay là chúng ta thấy rằng ở trong nhiều cái biến thiên của lịch sử thì tôn giáo phản phất đó đây những cái vai trò mà nhiều khi những người họ không biết, họ cứ gạt ngang ra bên ngoài. Và do vậy đọc lên lịch sử là một chuyện rất quan trọng. Tuy nhiên một cái khó của chúng ta là một số những nhân chứng sống đang ở cái tuổi quá cao. Hồi nãy anh Hoàng Bách nhắc là năm nay là năm 41 của biến cố 30 tháng 4. Thì những người mà tương đối là đóng những vai trò quan trọng trước 75 ấy, thì giờ này cũng phải nói là ở cái tuổi cũng gần đất xa trời. Và chúng ta đang chạy đua. Mỗi một năm như vậy chúng ta đã mất đi nhiều người. Ví dụ như chúng ta mất đi Hòa Thượng Thiền Thủ Thích Tâm Châu, là một ở trong những nhân chứng rất là quan trọng của lịch sử. Chúng ta phải làm cho bằng được là chắc chiêu những gì còn lại. Và đặc biệt là những người sống vào những giai đoạn lịch sử đó, họ có thể là một sĩ quan Trung quân đội Việt Nam Cộng Hòa, họ có thể là một vị cao tăng đóng một vai trò gì đó, họ có thể là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Nhưng mà những người này là những người đã sống, đã có mặt ở tại đó. Và có thể cái nhìn của các vị đó chủ quan từ một góc nào đó, nhưng mà nếu chúng ta kết hợp đem ráp những cái mảng rời rạc ra nhau thì chúng ta có một bức tranh lịch sử rất là lớn. Và hơn lúc nào hết thì việc mà viết cái lịch sử của Giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất nó sẽ là một cống hiến không phải chỉ cho cộng đồng Phật giáo,
không phải cho Phật giáo Việt Nam mà cho cả dân tộc. Và thưa Hoàng Bách, cái sự sự vân tập, sự có mặt của một số học giả, chúng ta trù liệu đó là hiện nay có hơn 160 vị hội sao hợp tác với chúng ta để làm công việc này, nhưng con số đó cũng rất là nhỏ so với cái một bộ phim tài liệu lịch sử lớn. Và thưa với Hoàng Bách và thưa quý vị thính giả, xin tất cả chúng ta cùng nhau hướng đến một cái nỗ lực là sống ở một cái xã hội Tây Phương. Chúng ta nhận thấy được xã hội Tây Phương họ có 3 điểm mà nó rất là lợi cho đất nước Việt Nam chúng ta, đó là về vấn đề mà báo chí truyền thông đó, luôn luôn là cần thiết, tối quan trọng để cung ứng một cái nhịp cầu hiểu biết, nhận thức về vấn đề dân trí, và do vậy thực hiện một cuốn phim đó là quan trọng. Thứ hai nữa đó là để chúng ta có thể định hướng về tương lai thì chúng ta rất là cần biết về quá khứ, và cái biết đó nó phải có phương pháp, chứ không phải chúng ta ngồi nghe ông này bà kia nói một vài mảng lịch sử rồi chúng ta đưa ra nhận định cái hời hợt. Và điều thứ ba sau cùng đó, để chúng ta có thể làm được một việc gì đó đạt đến giá trị thực sự thì chúng ta phải tôn trọng sự thật. Dạ. Dù đó là tốt, dù đó là xấu, dù đó hay dở, thành bại, không phải là vì mình là Phật tử mình không dám nói lên những điều đó. Dạ. Mà mình phải nói một cách khách quan, một cách chân thực. Và do vậy Thứ Hoàng Bách thật sự là đây là một công trình mà bản thân của chúng tôi và nhiều vị liên hệ đang làm việc này đó, và cảm thấy rất là chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã duy trì màn hình để theo dõi phần thứ hai của Nhịp Sống Quanh Ta. Thưa Thầy, chúng ta biết là hiện tại trong thời điểm của lễ Phật Đản thì năm nay đó giáo hội có tổ chức gì đặc biệt không thưa Thầy, và riêng là ở chùa Pháp Luân ở thành phố Hữu Tinh? Thưa Hoàng Bách và thưa quý vị thính giả, khán thính giả của đài, như lệnh Hoàng Bách thì năm nay giáo hội tổ chức một đại lễ Phật Đản chung ở tại chùa An Lạc, thành phố San Jose, California vào ngày thứ Bảy 28 và Chủ nhật 29. Đây là cái lễ Phật Đản mang ý nghĩa rất là lớn sau nhiều cái biến cố liên hệ đến Giáo hội Đồng Thống Nhất UBCV. Và trước đó 3 tuần lễ đó, thì ở tại chùa Pháp Luân vào ngày 8 tây tháng 5 thì thưa quý vị có một đại lễ Phật Đản được tổ chức. Tuy rằng không phải là đại lễ Phật Đản chung, nhưng mà tất cả chư Tôn Đức, chư vị Hòa Thượng, quý sư bà và các thành viên trong các hội đồng đều vân tập đầy đủ. Và đặc biệt năm nay đó thì theo lời mời có gần 30 những chuyên gia, những học giả, nhân sĩ trí thức Phật giáo về để có một số cái Phật sự hết sức là quan trọng. Trước nhất thưa Hoàng Bách và thưa quý vị, năm nào chúng ta cũng tổ chức lễ Phật Đản, và nói đến lễ Phật Đản thì chúng ta thường nói đến cái nghi lễ. Và tuy nhiên chúng ta cố gắng làm thế nào đó mà đại lễ Phật Đản chuyên chở được cái thông điệp của Đức Phật. Ví dụ như là Đức Phật Ngài có những thông điệp rất là quan trọng, thông điệp về trung đạo, tức là tránh xa những cực đoan, đó là thông điệp quan trọng. Thông điệp chỉ có từ bi mới xóa bỏ được hận thù, người Phật tử không thể dấn thân vào đời bằng cái tâm thù hận được, đó là cái thông điệp quan trọng. Thì chúng ta ôm nhắc lại những thông điệp quan trọng của Đức Phật để ngày Phật Đản không phải chỉ là một ngày thiêng liêng, mà qua đó chúng ta còn đem vào lòng cái chất liệu của tâm linh mà qua lời Phật dạy đã bảo lưu hơn 25 thế kỷ vừa qua. Và trong năm nay đó thì Thưa Hoàng Bách, ngày 8 tháng 5 là đúng vào ngày Mother's Day, ngày Hiền Mẫu. Bởi vì ở chùa cũng trong lễ Phật Đản có một cái chương trình văn nghệ đón mừng Phật Đản, và trong chương trình văn nghệ này thì quý Phật tử ở chùa cũng có một cái thời điểm khoảng 30 phút để dành thời giờ cho những người con đi chùa cùng với mẹ nhân mùa khánh đản, và được lại mẹ, được chúc thọ mẹ, được mừng tuổi mẹ nhân cái ngày Mother's Day. Đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, là bởi vì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng những ai mà phụng dưỡng cha mẹ thì cũng có phước giống như cúng dường Phật vậy đó. Và điều đó là một điểm rất có ý nghĩa. Nhưng mà Thưa Hoàng Bách, hồi nãy có đề cập đến là
Chúng ta có một cái sự mời gọi khoảng gần 30 học giả trí thức Phật giáo về, trước nhất là các vị về để cùng hội thảo và chia sẻ về một công trình thực hiện phim tài liệu về một bộ phim tài liệu về Giáo hội Phật giáo Đông Thống Nhất. Và cũng chính Đài Việt TV mà chúng ta đang đài chương trình đang nói đây là một cái cơ quan truyền thông bảo trợ cho